Áp suất lớp thì nó cũng có hai loại. Một loại là cái kiểu cái màn hình nằm trong các cái nút chờ, tức là nằm liền trong cái tắp lô luôn. Khi mà anh chị ngồi lên ghế ngay cái đầu gối ở bên trái á, nó sẽ có cái nút màu đen hình chữ nhật á, thì mình sẽ gắn tích hợp cái màn hình vô đây, thể hiện bốn thông số của bánh xe. Thì Vietmap sẽ tặng cho anh chị bản quyền 2 năm Vietmap Lite Pro. Thì sẽ giúp cho anh chị khi mà đi đường kết nối điện thoại vô màn hình, bật cái Vietmap Lite lên thì mình sẽ có các cái cảnh báo tốc độ. Ví dụ như đoạn đường gió cho chạy 60, cho chạy 80, cho chạy 90 thì nó sẽ có cảnh báo, và mình chạy lố tốc độ thì nó cũng sẽ có cái giọng đọc nó nhắc mình. Ngoài ra thì cũng sẽ đọc được camera phạt nguội, camera giao thông. Cái thứ ba là về cái camera hành trình. Thì khi mà anh chị mua xe BRV ở tháng này thì đại lý cũng đã tặng cam hành trình rồi. Nhưng mà cam hành trình này nó là loại Xiaomi, chỉ ghi hình phía trước, không ghi hình phía sau và không cảnh báo tốc độ. Cái thứ tư là về cái phủ gầm. Phủ gầm thì cái xe của mình zin thì cái gầm nó chống bọc. Phủ gầm thì sẽ bốn cái hốc bánh và phủ nguyên với cái lườn. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều anh chị mình quan tâm về cái camera 360 độ. Thì với cái BRV phiên bản L, khi mà nó đã có camera Land Watch, camera cặp lề bên phải mà anh chị gắn, anh chị độ thêm cái cam 360 thì coi như là cái cam cặp lề không xài được. Giống như nó bị đuôi cái mắt ở đây rồi. Dạ, xin yêu mời anh chị, thời gian gần đây có rất nhiều thông tin tích cực về việc Honda Việt Nam điều chỉnh mức giá bán đề xuất của hai mẫu xe chủ lực là Honda City và Honda CR-V. Với mức giá sau điều chỉnh của hai mẫu xe này có thể lên đến 80 triệu đồng, một con số khá là ấn tượng. Cộng với thời điểm hiện tại, chính phủ đang giảm 5% thuế và cùng với đó là chương trình khuyến mãi rất nhiều từ đại lý. Thì cũng có rất nhiều anh chị khách hàng mình hỏi rằng, vậy thì với những dòng xe nhập khẩu chẳng hạn như HR-V hay Honda BR-V thì có điều chỉnh cái mức giá đề xuất này hay không? Thì thực sự là chưa có điều chỉnh giá đề xuất dành cho hai phiên bản, hai dòng xe nhập khẩu này anh chị nha. Có chăng thì chỉ có chương trình khuyến mãi từ đại lý mà thôi. Và trong tháng 9 này thì chương trình khuyến mãi của BR-V hay HR-V thì nó cũng tốt hơn 1-2 tháng vừa rồi. Đâu đó khoảng tầm chắc cũng 7-8 triệu tiền mặt anh chị, đó là về cái bảo hiểm vật chất thân xe. Thì trong clip ngày hôm nay em sẽ cùng với anh chị đi cập nhật giá lăn bánh chương trình khuyến mãi mới nhất của Honda BRV, một mẫu xe 7 chỗ ngồi gầm cao nhập khẩu nguyên chiếc thị trường Indonesia. Mẫu xe đứng ngay cạnh em đây là Honda BR-V. Đây là cái phiên bản bản L anh chị, bản cao cấp, giá niêm yết là 705 triệu. Với phiên bản L hay phiên bản G thì nó đều có 4 màu sắc cho anh chị lựa chọn. Ngay cạnh em đây là màu trắng bạc. Màu sắc này anh chị phải cộng thêm 5 triệu tiền màu. Ngoài ra còn có 3 màu nữa, bao gồm màu trắng ngà, màu xám và màu đen. Trắng ngọc trai sẽ không có trên BRV hay là City anh chị nha. Trắng ngọc trai thì nó cái màu nó sẽ sáng hơn, còn trắng ngà thì nó là cái màu mà kiểu là nó hơi ngã cháo lòng á, trắng cháo lòng á. Rồi, còn đây là cái màu trắng bạc. Trắng cũng khá là mới mẻ và cái màu sắc nó cũng rất là mới, rất là thú vị. Rất nhiều anh chị khách hàng mình thích cái màu như thế này. Với BRV thời điểm hiện tại, cả hai phiên bản thì đại lý đang giảm cho anh chị đâu đó theo khung truyền thông của Honda Việt Nam là 50% thuế trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe. Và đại lý thì có tặng thêm anh chị phụ kiện nữa. Với đầu tiên em sẽ đi với anh chị về cái BRV phiên bản L, niêm yết là 705 triệu. 50% lệ phí trước bạ tương đương 35 triệu, nhưng thực sự ở đại lý thì đang giảm 30 triệu tiền mặt, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe. Và hiện tại đang tặng dán phim, tặng cam hành trình, tặng lót sàn, tặng gập gương, tặng cái phần tấm bảo vệ tay nắm cửa và tặng cái nẹp bước chân không đen. Lăn bánh BRV phiên bản L, các màu bình thường ở tỉnh thời điểm hiện tại là 751 triệu. Nếu mà anh chị mua màu trắng bạc cộng thêm 5 triệu là 756 triệu, đã bao gồm tất cả chi phí luôn bảo hiểm vật chất thân xe. Trường hợp mà bảo hiểm thân xe này anh chị không lấy thì được quy đổi thêm 6 triệu tiền mặt, thì đâu đó 751 trừ cho 6 thì nó khoảng tầm 745 triệu. Với số tiền mua xe trả góp thì anh chị cần chuẩn bị trước 278 triệu là mình có thể nhận được xe BRV phiên bản L, bản cao cấp nhất năm sản xuất 2024. Tiếp theo là cái phiên bản G. Bản G là bản tiêu chuẩn thì niêm yết của nó là 661 triệu, vẫn tặng y chang cái BRV bản L, vẫn giảm 30 triệu, vẫn tặng bảo hiểm, tặng phụ kiện dán phim, lót sàn, cam hành trình, gập gương, nẹp bước chân và tấm bảo vệ tay nắm cửa. Lăn bánh hết giấy tờ ở tỉnh là 703. Trường hợp mà anh chị không lấy bảo hiểm thân xe trừ 6 triệu, lăn bánh nó còn khoảng tầm 697 triệu. Với số tiền mua xe trả góp thì anh chị cần trả trước khoảng tầm 270 triệu là có thể nhận BRV phiên bản G rồi. Vậy thì với chênh lệch
tầm tiền khoảng tầm 40 mấy triệu, khoảng tầm gần 50 triệu giữa hai phiên bản, bản G với bản L, thì BRV sẽ bị cắt đi những gì? Đầu tiên về phần đầu xe thì nó vẫn được trang bị đầy đủ cụm đèn full LED với ca lăng mạ chrome chạy dọc phần đầu xe. Phía dưới thì anh chị sẽ không thấy được cái đèn sương mù hay là cái đèn gầm trên bản G. Bản L sẽ có đèn sương mù. Với một cặp đèn gầm như thế này mà anh chị ra ngoài anh chị độ thì giá thị trường đâu đó nó khoảng tầm 5 triệu. Rồi, về phần thân xe thì về cái gương á, gương chiếu hậu trên BRV phiên bản L thì khi mà anh chị xi nhan phải thì nó sẽ có cái camera cặp lề, cam lens watch. Còn với BRV phiên bản G thì không có cam cặp lề này. Dạ, thì nếu mà anh chị gắn cam cặp lề thì nó khoảng tầm 1 triệu mấy thôi là có cái cam cặp lề rồi. Hoặc là anh chị mua gắn nguyên bộ camera 360 độ thì nó khoảng tầm 13-14 triệu, luôn cả màn hình DVD ở bên trong. Rồi, về phần nội thất. Nội thất thì BRV bản L nó sẽ được trang bị là ghế da, còn bản G thì nó chỉ có là ghế nỉ thôi. Từ ghế da mà bọc thành từ ghế nỉ bọc thành ghế da thì 7 ghế thì ở showroom thì đâu đó nó khoảng tầm 7.700.000. Dạ, một ghế thì nó khoảng tầm 1.1 triệu anh chị. Về vô lăng thì bản G không có lẫy số vô lăng. Dạ, bản L có lẫy số. Rồi bản G thì không có cái đề máy từ xa trên chìa khóa, bản L có. Và khác biệt cái nữa là về túi khí. Túi khí thì bản L cao cấp nhất sẽ được trang bị là 6 túi khí, còn bản G thì nó chỉ có 4 túi khí mà thôi. Còn lại về phơm dáng, về dài, rộng, cao, về mâm xe các thứ thì nó y chang nhau, nó không khác gì hết. Đó là em cũng vừa đi sơ với anh chị về khoảng tầm 4 mấy triệu. Nói chung là 4 mấy triệu này thì cũng nó rất là đáng tiền anh chị. Ngoài ra thêm cái nữa thì với BRV bản L thì nó sẽ có thêm cái điều hòa tự động, còn bản G thì nó chỉ là cái điều hòa chỉnh cơ mà thôi. Có những cái option mà không đổi được như là điều hòa tự động với điều hòa chỉnh cơ này, như là đề máy từ xa này, cái này thì mình không có thể can thiệp để mà đề máy từ xa được. Đấy, rồi ngoài ra thì về các cái trang bị như là đèn gầm, cam hành trình hay là ghế da, ghế nỉ thì cái này mình có thể làm được anh chị. Em nghĩ là 4 mấy triệu đó, nếu mà anh chị mua bản G về mà anh chị biết chơi, anh chị độ phát có khi là nó còn xịn hơn cả bản L nữa. Nhưng mà với bản L thì những anh chị nào mình mua xe về để đi thôi, không có tốn thời gian hay là không có muốn can thiệp vào để mất cái bảo hành tiêu chuẩn của hãng thì mình có thể mua cái bản L. Thì với mức giá trên kèm với các món phụ kiện trên thì nó chỉ là cái khung khuyến mãi, khung bán hàng ở đại lý thôi. Trường hợp mà anh chị mình khi mình chốt xe, mình muốn em tặng thêm những cái món phụ kiện cần thiết hay là tư vấn thêm cho anh chị những món phụ kiện nào để anh chị có thể lắp thêm hoặc là đại lý có thể hỗ trợ thêm, thì sau đây em sẽ liệt kê với anh chị những món phụ kiện đó. Đầu tiên với BRV thì cả hai phiên bản, kể cả phiên bản cao cấp nhất, thì nó sẽ không có cảm biến lùi. Camera lùi nó sẽ có, khi mà anh chị vô số xe thì nó sẽ hiển thị cái camera lùi, giúp cho anh chị thấy được cái hình ảnh, mình có thể quan sát được ở phía sau xe có những cái gì. Trường hợp mà có những cái góc khuất hay là mình đậu xe ở nhà xe nó hơi chật, hay là đậu xe trường hợp mà nó hơi khó khăn cho mình cần thêm cái cảm biến mà nó kêu tít 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 để mình an tâm hơn khi vừa lùi xe, thì mình có thể trang bị thêm cái cảm biến này. Cảm biến này nó sẽ có hai loại, một là có vừa cảm biến trước và vừa cảm biến sau, và hai thì chỉ có cảm biến phía sau thôi. Thì chỉ có cảm biến phía sau thôi thì nó sẽ có 4 mắt cảm biến có giá là 1.500.000. Trường hợp mà 4 mắt cảm biến sau và 2 mắt cảm biến va chạm phía trước nữa thì giá thành nó khoảng tầm 3 triệu đến 3.500.000 anh chị ha. Về cái phần cảm biến, cảm biến da thì khi mà anh chị vô số da ở phía sau có chứng ngại vật thì nó sẽ bíp 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 bíp. Còn trường hợp anh chị khi mà anh chị gắn cảm biến va chạm ở phía trước thì ở phía trước đầu xe mình miễn có chứng ngại vật là nó sẽ bíp. Nên là gắn cái cảm biến trước này anh chị cũng phải lưu tâm, lưu ý. Có khi là mình đi cái đường kẹt xe thì nó cứ bíp hoài, bíp liên tục thì mình sẽ rất là nhức đầu. Hoặc là mình có thể chế thêm cái công tắc, khi mà nó bíp dữ quá thì mình bấm, mình tắt nó đi cho nó im lại. Còn khi mình muốn xài nó thì mình bật nó lên. Đó, nó cũng là một cái cách anh chị. Cái thứ hai là về cái cảm biến áp suất lớp. Thì cái phần này thì cũng có rất nhiều khách hàng mình gắn cái cảm biến áp suất lớp này. Cảm biến áp suất lớp là cái cảm biến mà thể hiện được cái ký, cái số ký của bốn cái bánh xe mình, nó có dư ký hay là nó xẹp ký hay là nó có bị bể bánh hay không, thì mình có thể gắn cái này. Áp suất lớp thì nó cũng có hai loại. Một loại là cái kiểu cái màn hình nằm trong các cái nút chờ, tức là nằm liền trong cái tắp lô luôn. Khi mà anh chị ngồi lên ghế ngay cái đầu gối ở bên trái nó sẽ có cái nút màu đen hình chữ nhật á, thì mình sẽ gắn tích hợp cái màn hình vô đây, thể hiện 4 thông số của bánh xe. Nó cũng có giá là 3 triệu. Và cái loại thứ hai là cái loại của Vietmap. Thì cái loại áp suất lớp V3 của Vietmap thì nó sẽ đóng vai trò cái màn hình rời để trên cái tắp lô, nó sử dụng cái năng lượng mặt trời, ánh sáng mặt trời để nó giống như là nó hiển thị vậy đó anh chị. Và cái này thì nó cũng đóng vai trò là một cái HUD kính, khi mà anh chị chạy tốc độ xe bao nhiêu thì cũng hiển thị lên chỗ này, nó cũng khá là hay. Và ngoài ra khi mà gắn cái áp suất lớp của Vietmap thì Vietmap sẽ tặng cho anh chị bản quyền 2 năm Vietmap Lite Pro, thì sẽ giúp cho anh chị khi mà đi đường kết nối điện thoại vào màn hình, bật cái Vietmap Lite lên thì mình sẽ có các cái cảnh báo tốc độ, ví dụ như đoạn đường gió cho chạy 60, cho chạy 80, cho chạy 90 thì nó sẽ có cảnh báo. Và mình chạy lố tốc độ thì nó cũng sẽ có cái giọng đọc nó nhắc mình. Ngoài ra thì cũng sẽ đọc được camera phạt nguội, camera giao thông. Rất là hay về cái Vietmap này.
Cái thứ ba là về cái camera hành trình. Thì khi mà anh chị mua xe BRV ở tháng này thì đại lý cũng đã tặng cam hành trình rồi. Nhưng mà cam hành trình này nó là loại Xiaomi, chỉ ghi hình phía trước, không ghi hình phía sau và không cảnh báo tốc độ. Trường hợp nào mà anh chị đã sử dụng cái việc map light rồi thì mình chỉ cần xài cái camera có ghi hình là được. Còn trường hợp mà anh chị muốn ghi hình trước, ghi hình sau mà có cảnh báo tốc độ luôn thì nó sẽ mắc hơn. Đâu đó nó khoảng tầm 4 triệu 8 đến 5 triệu mấy cũng có. Còn theo em thì em chỉ cần cái cam hành trình, chỉ làm cái nhiệm vụ là ghi hình thôi. Còn về cảnh báo tốc độ, về đọc tốc độ thì em sẽ sử dụng cái việc map light. Anh chị, đó. Một cái phần anh chị cũng tiết kiệm được phần nào hay phần đó. Cái thứ tư là về cái phủ gầm. Phủ gầm thì cái bánh, cái xe của mình zin thì cái gầm nó chống bọc. Phủ gầm thì sẽ bốn phủ, bốn cái hốc bánh và phủ nguyên với cái lườn. Có nghĩa là bend chiếc xe lên cầu nâng, gỡ bốn cái bánh xe ra, gỡ các cái tấm chắn gầm, cái ốp gầm ngay chỗ cái hốc dè ra hết, và sẽ xịt lên đâu đó khoảng tầm từ 3 đến 4 chai dung dịch, giúp cho cái gầm của anh chị nó sẽ dày hơn, bảo vệ cái gầm xe của mình nó đỡ rỉ sét hơn. Và khi mà anh chị đi đường đất nè, đường đá, đường dơ, khi mà đất đá nó văng lên thì mình sẽ dễ vệ sinh hơn và nó sẽ có một chút cái tác dụng về cách âm. Ở ngoài ra thì anh chị có thể làm thêm các cái món ăn chơi như là về loa, về độ màn hình hay là về cách âm. Nhưng mà mấy cái phần cách âm hay là độ loa thì em cũng rất ít để khuyến khích khách hàng làm, bởi vì làm cái này có khi làm rất nhiều tiền nhưng mà nó thật sự là cái hiệu quả nó mang lại nó không đáng là bao nhiêu anh chị, nên là anh chị phải cân nhắc ha. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều anh chị mình quan tâm về cái camera 360 độ. Thì với cái BRV phiên bản L, khi mà nó đã có camera lens watch, camera cặp lề bên phải mà anh chị gắn, anh chị độ thêm cái cam 360 thì coi như là cái cam cặp lề không xài được. Giống như nó bị đuôi cái mắt ở đây rồi. Thì một bộ camera 360 độ thì đâu đó nó khoảng tầm dao động từ 13 đến 15 triệu, thay luôn cái màn hình ở phía trong xe. Thì nói chung là nó cũng rất là sắc nét anh chị. Nhưng mà với camera 360 độ, vì là cái hàng gắn vô chứ không phải hàng zin, nên là có khi mà anh chị chạy không quen xe, anh chị nhìn vô đó nó cũng khá là chóng mặt anh chị. Như em hay là một số anh đồng nghiệp ở showroom, khi mà chạy xe mà có cái cam 360 thì nhìn nó cũng hơi là nhức đầu. Tại vì chạy coi kiến này kia thì nó cũng đã quen rồi. Nhưng mà không sao, có cam 360 khi mà anh chị đi Sài Gòn đường đông xe hay là thường xuyên đi đường hẹp thì nó sẽ giúp ích cho anh chị cũng rất là nhiều. Rồi, và trên đây thì em cũng vừa lưu ý với anh chị một số cái phụ kiện để anh chị cân nhắc. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã xem đến thời điểm hiện tại. Và ngay bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại anh chị những clip tiếp theo.